Vâng, thưa quý vị, và chia tay tiếng hát của chị Lan Trần, bây giờ chúng ta cùng đến với một tâm sự của một chị gái ngày hôm nay. Đây là chị gái mà phải nói rằng là tâm sự của chị rất là dài và rất là nhiều. Trong những năm tháng trôi đi thì chị có để ý rất là nhiều những anh con trai, nhưng mà đặc biệt là chẳng có anh con trai nào lại để ý đến tình yêu của chị cả. Chính vì vậy ngày hôm nay chị nói tâm sự của chị qua một ca khúc được mang tên Trách Ai Vô Tình. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chị Nguyễn Lệ Thu. Xin mời chị. Em xin gửi tới các anh các chị thân mến của em lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng ạ. Yeah.
đôi mình trong lòng đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bất ngờ đâu làm khổ nhau, nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ về. Thấy tiếng hát của chị Nguyễn Lê Thu có hay không ạ? Hai lên trong một tràng vỗ tay đi ạ. Nếu mà chị Lê Thu ngày hôm nay mà phải con trai thì chúng tôi sẽ có một bài thơ tặng cho chị, nhưng mà ngày hôm nay chị có một là người con gái. Chính vì vậy thì cho phép tôi được ví chị Nguyễn Lê Thu như một người con trai một chút nha quý vị nhá. Người ta vẫn nói rằng là ở đây thì có rất là nhiều chị gái thì có người yêu thì nhiều người yêu lắm. Nhưng mà đối với chị Lê Thu thì lại mong có người yêu mà không có đúng không chị? Người ta vẫn nói rằng là ông trời ăn ở bất công, người thì có nhiều thứ còn thì người không có thứ gì, người thì thích ăn bánh mì và người đi tắm chỉ mỗi kỳ mỗi chân thôi. Đó, bài thơ rất là hay, nhưng mà ngày hôm nay không phải là chị con trai. Xin cảm ơn chị Nguyễn Lệ Thu rất nhiều.